Vị fan cuồng đến tận nhà nhận lại chồng của Lý Nhã Kỳ, nữ diễn viên có biện pháp cứng rắn. Là người của công chúng, bất cứ nghệ sĩ nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi sở hữu lượng fan lớn, được khán giả dành tình cảm, sự yêu quý. Tuy nhiên, cách thể hiện cuồng nhiệt quá khích của một số người hâm mộ đôi lúc khiến nghệ sĩ rơi vào tình huống khó xử, thậm chí cảm thấy khó chịu. Trên trang cá nhân mới đây, Lý Nhã Kỳ bất ngờ chia sẻ câu chuyện bản thân liên tục nhận được những món quà từ kẻ đeo bám khiến cuộc sống của cô bị ảnh hưởng. Lý Nhã Kỳ tâm sự, là một nghệ sĩ, điều hạnh phúc nhất Kỳ có được không phải là sự nổi tiếng, mà là sự thương yêu, sự quan tâm của từng khán giả dành cho mình. Nhưng nó không thể nhầm lẫn với sự cuồng si, ngộ nhận hay kiểu tình đơn phương và quấy rối cuộc sống, tâm trí của Kỳ như một số trường hợp này. Nữ nghệ sĩ cho biết, dù biết là người có công chúng thì có tránh khỏi những điều này, nhưng cô cũng mong mọi người hiểu giữa nghệ sĩ và công chúng luôn là những tình cảm trong sáng. Mọi người yêu quý Kỳ thì xin đừng đến trước cửa nhà Kỳ, công ty Kỳ nhận là người yêu, chồng và gửi những món quà cầu hôn như vậy nữa. Lần này, Kỳ xin công chúng cho phép Kỳ được bỏ những món quà kiểu này. Kỳ xin lỗi vì có thể sẽ làm tổn thương tình cảm của người gửi, nhưng Kỳ mong bạn ấy đừng ngộ nhận chuyện yêu thương hay cầu hôn với Kỳ, Lý Nhã Kỳ chia sẻ. Lý Nhã Kỳ nói thêm, hôm nay Kỳ quyết định lên tiếng và hành động như vậy vì Kỳ bị quấy rối quá nhiều khiến cuộc sống Kỳ ảnh hưởng và Kỳ không cảm giác an toàn khi ra ngoài. Kỳ mong khán giả hiểu, Kỳ trân trọng tình cảm của khán giả, chúng ta hãy giữ tình cảm đó một cách trong sáng nhất nhé. Chia sẻ của Lý Nhã Kỳ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ thái độ đồng tình trước quan điểm cũng như cách cư xử khéo léo của nữ diễn viên, đồng thời phản ứng trước những hành động quá khích của vị khán giả kia. Một tài khoản bình luận, bữa em thấy ai vào bình luận ngộ nhận là chồng chị, nói chuyện một cách điên cuồng, em là người ngoài nhìn vào cũng phát vực. Tài khoản khác chia sẻ, yêu thương bằng sự quan tâm, một lời chúc là vui rồi, làm gì mà yêu thương vượt quá giới hạn như vậy. Điều đáng chú ý là một bình luận phía dưới bài đăng được chính Lý Nhã Kỳ khẳng định tới từ một trong những kẻ đã bám cô. Trong bình luận của mình, người này còn đưa lời khuyên rằng Lý Nhã Kỳ nên đưa sự việc lên công an phường để họ can thiệp cũng như có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ đã nhanh chóng đáp trả lại bình luận trên. Tôi cũng mong ông đừng đến nhà tôi quấy rối nữa, ông cũng là một trong những người đến quấy rối. Trước Lý Nhã Kỳ, Đỗ Phước Thịnh cũng từng gặp tình huống tương tự khi một khán giả nữ chạy lòng vòng trước cửa nhà anh để quay clip và chụp ảnh, điều đó khiến nam ca sĩ phải lên tiếng. Bạn thật sự nghĩ rằng việc này là hành động văn minh, bạn cho rằng xâm nhập đời tư của người khác là niềm vui. Xin lỗi nhưng tôi không thấy vui và thoải mái một chút nào, mọi thứ nên có giới hạn và điểm dừng của nó. Thế còn bạn, bạn nghĩ sao về thông tin này? Hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Tôi cho Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.